Em chào tất cả các anh. Thì hôm nay dọn kho, em có một số cái đồ nghề muốn thanh lý. Thì anh em nào mà mình thấy phù hợp với nhu cầu công việc, phù hợp với nhu cầu sưu tầm hay gì đó thì mua ủng hộ em nha. Thì tất cả trong này em đã đánh mã hết, dưới mã là cái giá nghe mọi người. Hả? Rồi thì em đi vào từng mã ý review chi tiết cho mọi người xem nha. Rồi, cái đầu tiên là một cái con đồ cổ của vai rip. Con này 7 inch, trên đầu này nó rất là xưa mọi người, nó đóng chữ no 7W nè. Giờ thì không có chữ no này nữa, nó sẽ có chữ 7WR thôi. Và ngày này nó có thêm một cái chốt phụ nha mọi người. Chốt phụ hàng này được sản xuất trước năm 1957, rất là xưa rồi mọi người. Nhưng mà cây này là siêu đẹp nha, cây này là siêu mới luôn, siêu mới luôn. Đây ba dòng chữ nó như thế này đi mọi người. Đây. Siêu mới luôn, chỉ có một lẫy thôi nha. Để xem cho mọi người coi cái hàm, cây này là hoàn toàn chưa qua sử dụng và rất rất đẹp, một lẫy nha. Rất phù hợp cho anh em mà có đam mê sưu tầm. Cây này thì trước em sưu tầm, bây giờ không sưu tầm nữa. Răng trên này hình garo nha mọi người. Và chưa có cắn bất cứ răng nào hết, rất là đẹp luôn. Hàng này là dạng siêu tuyển luôn á. Siêu tuyển. Chỉ có những ai chơi bây giờ mới còn những cây như thế này thôi. Rồi, cây đầu tiên nha mọi người. Rồi cây thứ hai cũng một con hàng siêu đẹp nữa. Em lấy cây số 2 cho mọi người, bảo đảm mọi người sẽ thích. Cây này thì sản xuất vào giai đoạn giao thoa 1957, tức là nó chuyển giao giữa một cái lẫy và hai lẫy. Cây này nó đặc biệt ở chỗ là trong cái lẫy trong này nó có một cái dòng chữ nữa mọi người. Đây. Đây, trong cái lẫy phụ này nó có nguyên một dòng bắt độc quyền nằm trong cái lẫy phụ này nè. Rất tiếc là em không có lấy nét được. Đây. Đây. Đó, mọi người sẽ thấy nguyên dòng chữ, khúc sau là số, khúc đầu là chữ US về Tây Bắc, khúc sau là số. Trên này nó vẫn có đóng 3 dòng code y chang như cây hồi nãy nha mọi người, nó cũng có 3 dòng code luôn. Đó, cây này cũng rất là đẹp. Có chốt phụ ngay chỗ này luôn. Đây chốt phụ đây. Và trên hàm động của nó là no 7W chứ không phải là 7WR. Thì hai cây này là một trong những cây siêu đẹp, răng là răng hình garo nha. Đây. 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 Cái này là trước em chơi em tuyển chọn, khó lắm mới tìm được những cái cây nó lạ lắm như vậy mọi người. Đó, đây. Rồi, thứ hai. Rồi thứ ba em có một cái bộ này phải khui ra mọi người ơi. Chờ em tí. Đây. Thứ ba nha mọi người. Đây là một cái bộ chờ xíu em khui ra thì em nói luôn nó dễ. Cái này cũng là em trước em chơi sưu tầm, giờ không sưu tầm nữa. Mọi người ai có nhu cầu chơi sưu tầm hoặc là nhu cầu công việc nó cũng rất là phù hợp luôn. Thằng Mỹ nha mọi người. Còn bộ Mỹ là Mỹ xưa á. Mỹ xưa, Mỹ giờ không có mua được đâu. Giờ toàn bộ là đồ Trung Quốc hết rồi. Đó. Cái này thì full hợp. Đây. Đây mọi người, khuôn hộp của vai rip. Cái này để chờ em tí xíu em cho mọi người coi cái đời của nó nha. Cái đời của nó không biết là đóng ở đâu. Hồi trước mắt là nó có cây 7, cây 10 CR nè, là 10 inch á, họng cong, không có lưỡi cắt. Cây 7R nè là cây 7 inch, họng thẳng. Cây 6LN là cây mỏ nhọn, 6 inch, tương đương với 150mm nè mọi người. Cây 5WR là 125mm, cây này nhỏ xíu à. Đó, mã vạch đây. Cũ lắm rồi. Mà không biết là nó sản xuất vào năm đây mọi người. Nó sản xuất vào năm 1996 nha, tại Mỹ nha. Tại Mỹ. Mà in USA nè. Đây. Rồi em khui ra cho mọi người xem, cái này cực kỳ là dữ luôn. Nguyên một bộ luôn. Và còn nguyên siêu đầy đủ nha mọi người. Đây. Cái túm mũ hồi nãy là em trùm lại em bảo quản thôi, chứ nó không có đi theo hết rồi. Đi theo cái hộp này nó chỉ có hộp giấy không như vậy thôi. Hả? Mình đã có một thêm một cái túi để mình treo. Đây. Trong cái túi thì nó sẽ có là cây 10 nè. Cái này cũng là
em bảo quản là thôi người chứ không gì hết, cho nó tại lâu ngày á em sợ nó bỏ ngoài không khí ở đây lại nó ẩm nó sẽ hư cây kiềm. Đây cây 10CR mới tin nha mọi người, chưa có dùng nha, mới tin, bản kỷ niệm 75 năm. Rồi răng đây, đây thằng này là dạng như hàng hệ rồi, cực kỳ đẹp rồi đó, không lý xét chỗ nào hết. Rồi cây đầu tiên 10 inch nha mọi người, 10 inch tương đương với 22, 10 inch tương đương với 250 nha mọi người, 250. Thôi em lọt ra luôn đi, chừng nào em có bán, mọi người có mua thì em sẽ gói kỹ càng lại cho mọi người. Giờ em lọt ra cho nó đẹp. Rồi tiếp theo là cây 7R nha mọi người, 7R. Chiều dài của nó là, cái này nó ghi chiều dài là 175 mm. Đây 7R cũng mới tinh y chang như cây nãy luôn, mới in vuốt A hết nha mọi người. Đây này thì không, chưa có sử dụng nên mọi người cứ an tâm. Rồi cái mỏ nhọn 6 là N, chung đời chung đáp hết. Đây có mấy in vuốt A đang hoàng nha mọi người, cứ an tâm đó, em mua cho nó đúng hàng, chưa dùng, đẹp tuyệt vời. Rồi tiếp theo nữa là cây 5WR cũng chưa dùng, đẹp tuyệt vời y chang như mấy cây kia thôi, không khác gì đâu. Đây năm bộ này tuyệt vời luôn, để mọi người sưu tầm á. Cây mỏ nhọn thì không bao giờ nó có dòng chữ đi original đó, em không hiểu sao từ trước tới giờ luôn, em chơi sưu tầm rất là lâu năm rồi, cây mỏ nhọn chưa bao giờ thấy chữ đó hết đó. Cùng là bản kỷ niệm đi nữa nó cũng không có chữ đó nữa. Rồi cả một hộp như thế này luôn mọi người, mã thứ 3 nha, mở vô nha. Cái này là anh em mình chơi sưu tầm, cái này đem về treo rất là đẹp luôn. Rồi không phải mã số 3, mã số mấy vậy ta, mã 3 đúng rồi, thì mã 4 đâu, mã 4 đâu vậy, không thấy mọi người ơi. Bỏ qua mã 4 đi, mã 5. Mã 5 là cái cây kìm nhỏ nha mọi người, trong lòng bàn tay nha. Cây này là 4 inch, 4LN tương đương với 100 mm mọi người, 100 mm, 10 cm, 4LN. Thì cái này là mỏ nhọn hàng sưu tầm nhỏ xíu, máy in vuốt A to rõ đẹp. Rồi được sản xuất vào thời gian là 1994-1997 tại Mỹ, nguyên siêu, chưa có khui, chưa dùng, kỳ đẹp. Mã 5, mã 6 cũng y chang như vậy luôn mọi người, nguyên siêu, chưa khui, chưa dùng, y chang cây nãy luôn, đóng chữ thì chữ khác nha mọi người. Đây camera này lấy nét tệ quá, đây rất là đẹp hả, trung đời luôn, cũng 94-97 luôn nha mọi người. Cái này dành cho anh em mình chơi sưu tầm đồ nhỏ, móc khóa dạng nhỏ như cái móc khóa gì đó. Rồi mã số 6, mã 7. Mã 7 em có một cái series 3 cây đèn giao thông nha mọi người, đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng á. Thì thôi để em nói luôn hai cái này đi. Mã 10, mã 10 7CR cũng tại Mỹ nha, 7 inch, 18 cm. Đây đời cái này không thấy đời, đây đời 5000 chỗ này, 94-97 luôn, chung khuôn với cái kia luôn hả. Mã 10 cái này hàng độc lạ 6LC, cái này anh em mình săn tìm rất là nhiều nè hả, nhiều anh em chơi sưu tầm săn cây này rất là cực. 6LC này được sản xuất vào năm 2000 đó, tại Mỹ nha mọi người. Này máy in vuốt A, the original sin 1924 11. Nói chung là mấy cây này em chơi dạng cũng dạng như hàng hệ đẹp á mọi người. Rồi giờ em khui ba cái hộp này 10 inch, 250 cm, 250 mm mọi người, 10 inch. Cây này là
dòng 10 CR tức là hàm cong, và ngay chỗ này nó sâu suốt trong này luôn, nó không có cái lưỡi cắt. Hồi nữa em có hộp màu vàng là hàm cong mà nó có lưỡi cắt nha mọi người. Cây này đời 8294 tại Mỹ. Đây, Inuit A. Rồi, trong thân kìm cũng có đóng Inuit A thì cái đó là cái hộp thôi. Còn cái kìm này cũng có đóng nha mọi người. Nó kẹt cứng ngắc luôn rồi, lấy hộp đây. Đây. Có tờ giấy nè. Mấy cây này đợi cao, cực kỳ cao luôn. Thời điểm này kiếm mấy cây này cực kỳ khó. Hàng nguyên siêu, chưa dùng. Rất là đẹp luôn. Mấy cái này nó dính dầu ở quảng thôi, chùi nó ra nè mọi người. Đây, em chùi nó ra nè. Đó, chứ không phải là reset nên mọi người kia an tâm. Đây, Minh Dut A. Đẹp lắm. Chỉ có những ai sưu tầm ngang thời điểm này mới tung ra được những cái hàng mà dạng tuyển chọn như này thôi. Chứ mà giờ mà dân buôn bán sẽ không còn lấy được những cái hàng này nữa mọi người. Tại vì cái này là hết sạch. Là giờ rất khó lấy mọi người. Đó, rất là khó lấy. Giờ không ai bán nữa đâu. Thời gian nữa là tuyệt chủng luôn. Rồi, cây này là 10W. Cây này là hàm cong và có cái lưỡi cắt ngay chỗ này nha mọi người. Thứ 8. À quên coi cái đát của nó. Cái này đời khá là cao mọi người. 1982. Rất là cao nha. Đây giấy nè. Mấy cái này hiếm lắm. Giờ có hộp là đã hiếm rồi. Giờ khó ai mua có hộp lắm. Giờ toàn là đồ cũ xài rồi không. Đây. Đẹp tuyệt vời luôn. Cái này là dầu bảo quản còn y thinh luôn mọi người. Dầu nha. Chứ không phải reset đâu. Cào một tí cho mọi người coi nè. Đây. Đây, đóng vai rip luôn nè, mọi người thấy xưa chưa? Đóng vai rip luôn. Thì người ai sưu tầm sẽ biết được như vậy nè. Nó đóng ba dòng chữ như những cây này nè, là xưa cực kỳ xưa. Xưa nhất là nó đóng một lẫy như vậy. Nó có một cái lẫy mở như vậy. Rồi tiếp theo là xưa kế nữa là nó đóng ba dòng chữ như vậy. Rồi tiếp theo nữa là nó đóng sẽ hai dòng chữ, hai dòng chữ bữa nay em không có cây nào hết. Rồi kế nữa là nó đóng vai rip. Rồi kế nữa nó mới đóng mấy cái chữ lằng ngoằng như nãy giờ lễ giới thiệu vậy đó. Đó, nó có nhiều đời nhiều đáp khác nhau. Đây, cây này rất là xưa, rất là đẹp nha mọi người. Đây. Cái này thì mua gì dùng hoặc sưu tầm. Nói chung là em chơi sưu tầm nó mới có những cái cây như vậy thôi. Chứ rất là khó để có những cái cây như vậy. Rồi, đây thêm một cây nữa. Đây. Số 9 nha mọi người. Còn ai mua hết 3 cây thì em hữu nghị cho. Nó sẽ mềm hơn rất là nhiều. Đây. 10. Đây, vậy là cây này cũng đời cao nữa, không biết cao cỡ nào thôi. Cây này cực kỳ cao, 1977 nha mọi người. 977. Đây. Quá trời đẹp luôn. Thời điểm này kiếm những cây chưa dùng như vậy rất là hiếm mọi người. Em nói thật là rất là hiếm, không còn ai bán nữa đâu. Đây. Đây là những thứ mà em trước em chơi và nó còn vậy đó. Rồi. Mã số 10. Số 10 đâu mất rồi em không biết nữa. À số 10 hồi nãy giới thiệu rồi. 12 em có cái bộ này. Bộ này lúc chơi sưu tầm cũng kiếm bộ này gian nan vất vả nè mọi người. Này không dễ tìm. Năng nỉ hết người này tới người kia luôn á. Cuối cùng giờ mình có được rồi thì mình mang lại mình nhượng lại. Tại vì mình không chơi nữa. Cái bộ này nó có cây 9BN nè, cây 6BN và cây 4BN. Đồng bộ rất là đẹp luôn. Thì cái này dạng thuộc dạng là mỏ nhọn mà nó bẻ cong sang một bên mọi người. Thường thường mình thấy những cây mỏ nhọn mà nó thẳng. Còn đây là những cái cây mỏ nhọn mà nó bị bẻ cong sang một bên vậy nè. Nó là hãng sản xuất ra nha mọi người, chứ không phải là nó bị bẻ đâu. Đó, tại em nói nó vậy thôi. Cái dòng LN nó mới thẳng, còn cái dòng BN, cái này toàn bộ là chữ BN hết nè, BN hết nè. Đó, thì BN là nó bẻ cong sang một bên vậy nè. Nó có cái chức năng gì đó nhưng mà ít dùng nên mình không có biết. Đây. Trung đời trung đát, cực kỳ đẹp. Tất cả cây nào cũng đóng Inuit A hết nha mọi người. Đây.
Đây, 3 cây đẹp keng xà beng luôn, chưa có dùng, cực kỳ hiếm. Thì em nào mình chơi sưu tầm, mình kiếm cho nó đủ bộ, chơi cho nó đẹp. Này là em nhường lại đam mê. Bây giờ hết đam mê rồi. 12 ha. Rồi 13. 13 cũng có đèn đỏ, đèn xanh, đèn vàng, nhưng mà cái size nó là size 7 nha mọi người. Tương đương với là 18 cm á, 7 inch. Đây, cây này là màu đỏ, 7R, hỏng thẳng. Nó cũng tương tự như cái kia, nhưng mà điều size nó nhỏ hơn thôi, không khác gì cái kia đâu. Size nó nhỏ hơn, 7R. À quên cho mọi người coi đáp. Cái này đời 8292, được sản xuất 1992 á mọi người. Mình lấy cái số sau và số đầu này mình đừng có coi. Số đầu là dạng như cái form dán cái kiểu đời thôi, còn cái sau là cái năm sản xuất á. Đó, tại Mỹ nha mọi người. Có giấy. Siêu tuyển. Đẹp từng cm luôn. Đây. Đây. Thì tất cả những món này thì đẹp hết, mà nên mọi người cứ an tâm, tại vì đồ em để dành á, chứ không phải là đồ em dạng thương mại gì đâu. Đồ em để dành không á. Giống như hồi đó em dạng như em chơi cái này nhiều lắm, ghiền á. Đó, bây giờ không chơi nữa. Thì em để lại thôi, 14. Đây. Đóng vai riếp luôn nè. Đó, còn mấy cây này giữ giữ không. Đó. Cái hộp này hộp màu xanh, thì màu xanh là họng cong dài vô tới trong này luôn, không có lưỡi cắt. Đó. Nhưng mà cây này đắt cao à. 1982 mọi người, 1982, tại vì em thấy đóng chữ vai riếp đây nè, đắt nó rất là cao. Đó. 1982. Đây. Rồi. Tiếp theo. Nè. Cái đách cao ngay chỗ này nó không có đóng cái sọc này. Còn đách này là những cái cây hàng thập niên 90 đó. Nhưng mà điều cái hàng nãy giờ cũng không có trên thị trường nữa nha mọi người. Em nói vậy thôi chứ hàng không còn có sản xuất trên thị trường nữa rồi. Cây này 1997 mọi người. 1997 không còn sản xuất đâu. Tại vì từ 2008 trở đi thì bắt đầu nó đem nhà máy sang Trung Quốc rồi đó. Thì mọi người cũng biết đem sang Trung Quốc là một điều đáng buồn luôn. Không phải nói gì, nhưng mà tại vì người ta Trung Quốc thì người ta sản xuất mang tính thương mại rất là nhiều. Không phải như đời xưa này. Chỉ là anh em sưu tầm thì khoái mấy cái cây mà dạng như nó có niên đại, nó có thời gian để mà chơi, nó có giá trị cổ á mà. Nên là những cây như thế này nó mới đáng được treo lên. Còn những cây kia thì mình mua gì mình dùng. Nhưng không gì hết, chứ không phải là chất lượng gì nó giảm gì hết. Đó, em nói nhiều khi em sợ nó đụng chạm mọi người. Đó, ý em nói đây là cái vấn đề nó cổ xưa thôi, chứ không có nói gì vấn đề chất lượng nha. Rồi, 17. 17 em có cây vít đóng, cây này của Nhật Bản nha mọi người. Với sầu Nhật Bản. Đây, cây này nguyên cây, giờ chưa có dùng. Đây. Vessel No 2500 da băng. Cái đầu đuôi cán mọi người nhìn thấy nè. Đẹp tuyệt vời luôn. Không có một vết cắn, vết cá gì hết. Đây. Đầu ghim mũi nè. Đẹp hoàn hảo, full chức năng. Kể cả những cái cán nhám này nó cũng không có cắn bất kỳ cái vải nào hết. Em lăn đều vòng cho mọi người coi. Cực kỳ đẹp. Dơ thôi. Lưu ý là trong này nó đã rớt mũi hết rồi mọi người, không còn cái mũi nào hết. Đầu này hồi trước là nhặt bãi á. Giờ bãi cứ không còn nữa mọi người. Người ta hết gì rồi. Hết gì hàng rồi. Đó. Nó chăng là những cái đồ còn sót lại thôi. Đây. Cái này là của Lantone Mỹ nha mọi người. Lantone. Ông già leo cục điện. 1857 USA. Đó. Lantone này hai mặt đều có chữ nha. Bên này là một cái chữ dùng chữ cảnh báo gì đó thôi. Đó. Hoàn toàn chưa qua sử dụng. Hơi rỉ sét một tí xíu. Đồ cũ. Ủa đồ dạng như tòm á. Đó, chứ chưa có dùng nha mọi người. Răng mọi người nhìn là mọi người biết. Đó, không có cắn bất kỳ cái răng nào hết. Nó dính dơ thôi. Lưỡi cắt là vậy đây. Đó, quá tuyệt vời luôn. Rồi, 18. Này để từ từ chút em nói sao. Cái đống này là cái đống mấy món bữa trước em chưa bán được.
rồi. Một số cái bình nhớt hàng cực kỳ siêu 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 đẹp luôn. Đây em có ba cái bình này ngoại hình khá là tương đồng với nhau, 19, 20, 21 nha mọi người. Này là bình full đồng No 66. Này là một trong những cái series mà đẹp nhất, nổi tiếng nhất của thằng Eagle nha mọi người. Made in USA nha. Đẹp nhất, nổi tiếng nhất mà nhiều người trên thế giới họ tìm. Này, này là đồng lên nước, đẹp hoàn hảo chứ cái này không có phải là nó cũ gì đâu. Người đừng có ngại cái vấn đề là thấy nó cũ, tại vì đánh lên nó sẽ rất là đẹp, nhưng mà em không bao giờ đánh. Tại vì đồ này em sưu tầm nên em muốn để nó y chất như vậy cho nó đẹp nè. Hả? Tương tự nhau hết rồi mọi người, em lướt nha. Mọi người có thấy cây nào mà thấy nó hợp nhãn với mình thì mọi người có thể yêu cầu em chụp thêm. Đây, cây nào cũng đẹp hết. Đẹp lắm. Quên mở cái cây kia rồi. Nói chung là bên trong cũng đẹp hoàn hảo như vậy thôi chứ không gì hết. Mọi thứ là hoàn hảo. Tại vì với cái mức độ này thì buộc là phải đồ hoàn hảo rồi. Đây, hoàn hảo không cắn mớp gì nha mọi người. Không cắn mớp. Mọi người muốn mua rồi, muốn yêu cầu em đánh cho nó bằng ôm lên. Đây nè, cây này đánh rồi nè. Không, đánh nó mới hơn vậy nè mọi người. Cái này đánh lâu quá rồi, giờ nó cũng ngã xuống màu rồi. Nó cũng xuống màu rồi, gần tương đồng với lại cái này rồi. Đó. Cái này thì nó rất là mềm nha. Đây, cái này đợt trước còn dư lại. Mã là 10B. Đây. Còn cái này là chưa đánh, y nguyên zin. Rồi, có hai cái này dữ hơn nữa nè, 22 và 23. Hai cái này là nó còn luôn cả chữ nè mọi người. Ai mà chơi đồ hệ, đồ đẹp á thì mình làm hai cây này. Cái này là model No 66, còn cái này là 66F. 66F nó khác cái kia ở chỗ là cái vòi nó bẻ tới bẻ lui được thôi chứ gì hết. Đó. Tất cả là hàng của Eagle hết. Đây. Đây. Đó, một cặp luôn. Một cặp của Eagle. Tất cả mà in USA hết nha mọi người. Mình USA nè. Mình USA nè. Đó, chữ thì còn. Đó, cái này thì thứ giữ á. Đó. Để mọi người chơi trưng bày. Cái chữ này nó rất là dễ tróc, cho nên là thường thường những cái cây mà em có được nó không có cái chữ này, chỉ được hai cây này là có chữ này thôi. Đó. Rồi. 23. Rồi mã 10B. 10 em mới thêm chữ B vào á. Thì cái này nó rẻ. Tất cả những cái cây có cái chữ B ở sau này rẻ hơn 100 nha mọi người. Em đợt trước còn lại đó. Đây. Cũng có Eagle luôn. Cây này được đánh bóng rồi. Đây. Thì sửa lại cho anh dễ vậy. Để mất công nó quên nữa. Rồi. Hả? Rồi. Tiếp theo là 5B. 5B thì này còn chín nha mọi người. Rồi. Cây này là của Eagle. Sản xuất tại Mỹ, USA nằm bên này nha mọi người. USA nằm bên này. Đây. Thân đẹp hoàn hảo, không tì vết. Mỏ. Nói chung là mấy cái này là cực kỳ đẹp. Giờ em không chơi nữa mới bán thôi, chứ nếu mà em còn chơi là còn giữ lại hoài luôn. Đó. Đẹp lắm. Đó, nó nhiễu giọt dầu. Đó. Mấy bình này bằng sắt nha mọi người, quên nữa. Tất cả những cái này bằng đồng, còn khúc này bằng sắt. Rồi. Tiếp theo. Đây. 7B. Cái này cũng còn chín luôn. Rồi em ghi về biết rồi. Còn chín nha mọi người. Đây. Đây mặt in USA nè. Chữ nghĩa còn đẹp. Cái này là cái dòng Rainbow là cầu vồng á mọi người. Dịch ra tiếng Việt là cầu vồng á. Em không thấy cái cầu vồng đâu hết. Đó. Đẹp, bên trong đẹp. Cực kỳ. Không tì vết nha mọi người. Đó. Thì chức năng thì mọi người cũng không cần phải nói đâu. Mấy cái này. Rồi cái này cũng còn chín luôn nha mọi người. Đây cái này hệ xưa. Này với cái này là của thập niên 80. Còn cái này nó nằm đâu đó thập niên 40 lận.
nó xưa hơn rất là nhiều. Cái nắp nó trùm từ phía ngoài, nó dặn âm vào trong, còn cái nắp kia là nó bao ở ngoài. Cái phần đáy bình nó nằm ở trong, còn cái này là cái nắp nằm ở trong, cái vỏ nằm ở ngoài và rất là đẹp. Trị xước sơn thôi chứ không hề móp chỗ nào hết. Eagle. Hả? Cái trên này, cái khâu này bằng đồng luôn nha mọi người, bằng đồng luôn. Mấy đồ xưa thường thường nó có những chi tiết bằng đồng lắm, đồ sau đó thì nó không có nữa. Những cái xưa này nè bằng đồng, nhưng những cái cây này nó khuôn nguyên cái bằng đồng hết luôn. Rồi cái này còn chín nha mọi người, còn chín. Rồi còn cây này 350, cây này cỡ Will nha mọi người, con Will Jack Money đó, Harry B. Will chưa có dùng. Cây này dài khoảng chừng 125 mọi người, nó khoảng chừng 5 inch á, 25B nha mọi người. Còn 350. Rồi gạch bó này đó, anh em mình chơi sưu tầm cũng được, dùng cũng được, hàng chưa có sử dụng. Ừ. Do em dục tới dục lui thì nó hơi cũ tí, theo cái hầu trong đây, hầu họng trong đây họng vuông nha mọi người, nhìn nó lạ lắm lắm, không phải họng tròn như đợi giờ. Rồi rồi cuối cùng em có con Eto 6,5 kg của thằng Hinode. 6,5 kg của Hinode, con này đã sơn lại rồi đó, ngàn 75 nha mọi người. Nhưng mà con này là nói chung là tuyển chọn rất là đẹp luôn mọi người, trong này nhìn cái vít me nữa nè đó, tuyển kỹ lắm, rất là đẹp và còn mới tinh nhà binh luôn đó. Đây nhưng mà đây nè mọi người, nhìn sọc phay nữa nè đó, còn sọc phay trên hàm, nói chung là còn rất là mới luôn. Nhưng mà đợt đó do là cái màu nó, em tính mua gì dùng nên cái màu không hợp phong thủy nó, em sơn lại đây đó, chứ không phải là sơn lại để che khuyết điểm gì hết. Này bữa em làm lại nó mới lắm, nhưng mà em cầm mồ hôi tay quá chừng luôn, rồi riết nó thành vậy luôn. À mọi người nhìn lỗ đâu còn rất là đẹp nè đó, đây rồi mọi chi tiết còn ngon lành đó. Bữa hôm bán 1200, giờ bán 1100 nha mọi người, mã 28B. Con này không bao phí vận chuyển, con này là khách tự chịu phí nha. Lúc trước em mua là 1300 á, nhưng mà giờ không có nhu cầu dùng, thành ra là ai có nhu cầu thì em để lại, em chịu lỗ, chắc chắn là chịu lỗ. Rồi bye bye mọi người có nhu cầu bất kỳ cái món nào trên bàn này thì liên hệ số em để trong tiêu đề video. Cái video nào mà em đã thanh lý hết rồi thì em gửi số điện thoại xuống. Nói chung là tại vì đã không có hàng, dạng như là có mỗi cái có một cái em bán hết rồi thôi, chứ em không có phải là cái nhà cung cấp, nhà phân phối gì hết. Cho nên là dạng như đồ là đồ sưu tầm thôi đó, thì hết thì thôi à, em gửi số điện thoại xuống đó. Rồi bye bye mọi người.